chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, ở nước Mỹ này nó có nhiều điều mà lạ lắm và người ta sẽ để người ta muốn làm sao cái điều đó nó phải thật. Ví dụ như bây giờ nói đến chuyện mà sữa thì định nghĩa như thế nào là sữa sữa mình uống mỗi ngày S uh, sữa 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 dạ Lan người nam à <laughs> tôi cứ tôi thể <laughs> là sữa tôi là sữa sang cái gì? Uh, sữa uống á uh, milk thì bây giờ thế nào để gọi là sữa thì uh, sữa uh, thì uh, bây giờ nhiều bên những nhà mà sản xuất mà các công ty đại công ty về sữa đó Họ muốn rằng là cái cục mà quản lý về thực phẩm dược phẩm đó uh, FDA phải bắt buộc những có một cái định nghĩa rõ ràng, có nghĩa là khi đã nói sữa là phải là những cái sữa đó là phải vắt ra từ những con bò khỏe mạnh thì mới được gọi là sữa. Cho nên á những cái mà hồi đó giờ mình gọi nè, ví dụ như là sữa đậu nành, sữa đậu phộng, sữa bắp vân vân thì phải, phải cho sữa. nó một cái tên khác không được gọi là sữa uhm. để cho người ta nhầm lẫn nhưng mà từ bao đời đây rồi cái chuyện mà sữa đậu nành người ta nghe, nghe là người ta biết nó là ờ uh, nó làm từ thực vật cho nên bên mà phía các nhà mà uh, sản xuất sữa họ nói là không phải có cái định nghĩa rõ ràng sữa là phải từ động vật chứ không có một cái sự nhập nhằng như thế nhưng mà bây giờ thì bên uh, bên FDA đó họ đang ra một cái um, thảo ra gọi là cái proposal cái cái uh, dự thảo liên bang và họ sẽ công bố họ công bố ngày hôm uh, thứ tư rồi và đến ngày gần cuối tháng 4 này họ sẽ cho thảo luận tiếp. Họ nói rằng là các loại mà sữa làm từ hạt á, ví dụ như sữa đậu nành rồi sữa uh, hạnh nhân hay là sữa bắp gì vân vân đó, khi là nói là sữa như vậy vẫn có thể tiếp tục được sử dụng cái tên đó là ví dụ như là soy milk, sữa đậu nành ví dụ như vậy và cái chuyện đó nó nó không làm cho người tiêu thụ bị nhầm lẫn. Có nghĩa là người ta mặc định người ta hiểu người ta không có bị nhầm, thí à, dụ như nó là, ô, tôi mua cái gọi là sữa nhưng mà tại sao nó lại làm từ thực vật? đó người ta không bị nhầm cho nên vẫn tiếp tục được dùng cái 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 chữ là sữa đối với lại các loại mà thực vật. À, thì ở đây mình mới thấy rằng là à, nó nó ngộ, nhưng người ta chỉ đòi hỏi á là ví dụ như khi nào và trên cái hộp mà ví dụ như là sữa đậu nành hay là sữa bắp thì nhà sản xuất đó phải dán luôn cái hình để thấy là, à, đây là cái hộp đậu nành, đây là từ ở trái bắp hay là từ hạt hạnh nhân thì cái dáng luôn cái đó cái đó là họ yêu cầu còn đối với lại những cái loại mà à, sữa đúng nghĩa là vắt từ con bò ra đó thì cái chuyện đó là milk đó là ai cũng biết rồi à, ngày 23 tháng 4 tới đây họ sẽ lại cho một cái cuộc thảo luận nữa để xem cái quyết định cuối cùng rằng là có phải đổi cái chuyện mà những cái sữa từ thực vật đó nó đổi thành một cái cách gọi khác hay không nhưng mà ngọc lan nghĩ theo như rồi người ta vừa đưa lên ngày thứ ba thì cả bao nhiêu ngàn cái lời bình luận của người ta gửi vô người ta nói chả ai quan tâm đến cái chuyện đó <laughs> là bởi vì chúng tôi không có nhầm lẫn tại vì bao nhiêu đời nay rồi cứ nghe là ờ, sữa đậu nành sữa hạnh nhân thì người ta thấy chuyện nó bình thường và người ta mặc định được trong đầu người ta đó là làm từ hạt chứ không phải đó là một cái sự giả giả bộ yeah. ngôn ngữ đôi khi nó là một cái thói quen ngôn ngữ đó là một cái sự thỏa thuận chung của một cái tập thể của một cái sắc dân của một cái cộng đồng thôi cô ngọc lan khi mà mình viết rằng một người trước khi chết trăn trối cho con cái thì cái chữ trăn trối nó có dê là không có dê không có dê phải không có dê nhưng mà bởi vì tất cả chúng ta từ xưa tới giờ đều viết và nói một người trước khi chết trăn trối t -r -a n mà không có dê nó quen nhưng mà trong tiếng việt nam á, tất cả cái tự điển xưa tới nay trăn trối tức là có dê như là mặt trăng Yeah. Cái thứ hai khi chúng ta nói là hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hay là hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ? Hiệp chúng. Hiệp Trung Quốc. Hiệp chúng là dấu sắc. Chúng. Ừ. chủng đây không có nghĩa là các sắc dân mà chúng đây có nghĩa là số đông. Ừ. Cũng như chúng ta nói là chúng cư thì đúng chứ chung cư thì là không đúng. Nhưng mà chịu tất cả mọi người đã nói chúng cư, uh, chung cư, tất cả mọi người đã nói hiệp Trung Quốc, tất cả mọi người đã nói là tranh chối rồi. Ừ. Thì bây giờ chúng ta có nói đúng á thì người ta cho mình chúng nói sao nhưng <laughs> cái chuyện mà bảo là <laughs> sữa hay là sữa, đó? Cô nói sữa. Là người miền nam đó. cho chúng tôi nói đùa một giờ một phút trong cái ngày mưa thứ sáu một cô giáo người miền nam lên dạy học cả cái đám người bác ngồi dưới là zero điểm hết biết tại sao cô giáo bảo các em chép cái đoạn văn này cho cô xem nhà tôi có một bộ bé tôi lấy cây tôi giáng nó một cái nó chết giáng thiếu sao? <laughs> thì tất cả những người ông anh học trò miền Bắc là ú ớ ngay, bởi vì các dân tộc họ tìm thêm một cái thói quen là những người mà sống từ miền Bắc là thường thường sai cái vần đầu ừ. âm đầu, người miền Bắc hay nói là uh, như thế là rõ ràng rồi là không đúng rõ ràng, rõ ràng rồi, không? Yeah. À, người miền Trung sai cái âm giữa, uh, tôi nói như vậy tôi ngô như vậy, còn miền Nam đó cái dáng hay là cái ván Họ không phân biệt được Cho nên cái câu văn vừa rồi đấy Là nhà tôi có một bộ ván Là Còn v ván về. Tôi thấy có một con rán Con rán là dây dưới trên dê dưới Dê dưới, dưới không dưới trên Con rán Con rán là dê trên Và tôi lấy cái cây tôi dán nó một cạnh Thì cái rán đó là dê dưới, dưới. À, Thành thử ra khó lắm. Hay là một thầy giáo mà, mà người miền Trung dạy các học trò đó bảo ờ uh, She in thì phải nói rõ ràng One tút thì tút tít và One phút thì two feet. rửa mới là in Tại vì chúng ta biết One phút thì đổi qua số nhiều là One foot là two feet đúng không? One tooth là cái một cái răng thì đổi qua số nhiều là tút tít uh, tít. Thì thầy giáo dạy người Huế bảo nói English phải nói rõ ràng One foot thì two feet One foot thì two phít nữa mới là English <laughs> mình này mình nói chuyện ngôn ngữ vui ngày thứ sáu chứ <laughs> yeah. um, thành ra đôi khi Ngọc Lai cũng bị bắt bẻ nhiều ở trong cái chuyện mà uh, ví dụ như là dấu hỏi hay dấu ngã có nó cái chữ phía sau đó là có rê hay không có rê ví dụ như ngay cả tên ngọc lan ngọc lan ngọc lan nói như vậy thì người ta nói chỉ lan đó là có dê đọc là lan còn nếu mà không ra là, là lan thì chả bao giờ ngọc lan kêu là lan <laughs> cái đó là vùng miền thôi nhưng mà quý vị nghe thì sẽ thông cảm được um, cuối cùng đây là một cái tin rất là mới và đó được xem là độc quyền của raiders cho đến ngày hôm nay cho đến giờ phút này đó là cái công ty mà netflix À, ai mà coi phim rồi quý vị biết Netflix đang chuẩn bị mở một cái văn phòng ở tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán à, về những cái à, đàm phán với chính quyền về những cái chuyện mà à, rủi ro cũng như thành công mà sẽ mang lại nhưng mà sẽ chống thị chày thì Netflix sẽ mở một cái văn phòng ở à, Việt Nam người ta lý do mà họ muốn á, họ muốn mở một cái văn phòng ở đây là bởi vì họ nói đây là Việt Nam là một quốc gia mà có khoảng 100 triệu dân và đang là một trong những quốc gia phát triển rất là nhanh ở vùng Đông Nam Á, cho nên đó là một cái, một cái, cái thị trường béo bở mà họ không thể nào mà họ bỏ qua được về những cái vấn đề này hết. À, cái điều này á, thật ra mình um, có nhiều cái vấn đề về thể chế chính trị mình không ưa, mình không ưa nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng mà về mặt kinh tế đó thì những người ở nhà mà đầu tư thì người ta luôn luôn ngắm nghé đến những cái quốc gia mà đang phát triển như vậy bởi vì nó là đem lại nhiều cái nguồn lợi cho họ cho nên không có lý do gì mà những cái đại công ty ví dụ như là tiktok nè ví dụ như là facebook nè ví dụ như là youtube nè nhiều lắm họ đều đầu tư google họ đều đầu tư vào thị trường ở việt nam thì đây là mặc dù họ cũng biết rằng là giới cầm quyền của nhà nước việt nam đó thì họ sẽ có những cái ngăn cản liên quan đến vấn đề mà gọi là tự do ngôn luận nhưng mà người ta nói rằng là À, ăn theo thở ở theo thời à, ở chủ đất đã nhập gia tùy tục cho nên những cái cái công ty đó vì cái nguồn lợi của họ thì họ sẽ có những cái à, thỏa thuận làm sao để mà cho giống như là vẹn toàn cả đôi đường ví dụ như ở mỹ này thì Facebook mình có thể mình nghĩ là mình là tự do mình nói gì cũng được hết nhưng mà ở Việt Nam á, khi mà Facebook mà vào Việt Nam thì họ cũng có những cái yêu cầu ok những cái gì mà giới cầm quyền Việt Nam họ nói rằng là uh, nó vi phạm đến những cái uh, gọi là tự do ngôn luận theo kiểu họ thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ yêu cầu Facebook phải lấy xuống hết nếu mà đồng ý cái đó thì họ cho tiếp tục là khai thác cái thị trường ở Việt Nam còn nếu không đồng ý thì là coi như là nghỉ chơi thì những cái đại công ty này liên quan đến ngành uh, social media, giải trí thì họ đều uh, nhìn ra được ở Việt Nam là một cái thị trường phát triển thì sắp tới đây chúng ta sẽ coi netflix cũng sẽ xuất hiện cái văn phòng đại diện ở việt nam à, cảm ơn bác thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới xin chào tạm biệt quý khán giả và cô ngọc lan